Ok, quay trang đầu tiên nào, chúng ta chữa topic của hôm nay là topic về job. Job thì chắc là không cần phải dịch rồi đúng không? Là công việc. Rồi, tất nhiên là nó sẽ có job, nó sẽ bằng cái từ gì? Có những từ nào liên quan đến công việc? Job nó có bằng cái từ work không? Quốc là làm gì? Work nó sẽ có hai nghĩa đấy. Work bình thường sẽ có một nghĩa là việc làm. Nó cũng được, cũng gọi là dùng được, nhưng mà nó sẽ có một từ hay hơn, đấy là từ occupation. Nhưng mà chứ nó có thì mình sẽ nói nhá. Mình sẽ biết nhá. Occupation. Rồi, nghề nghiệp. Bây giờ mình đi đọc từ vựng đã này. Từ số 1 thì chỉ cần học như nào để cho nó dễ nhớ. Học từ ascend thôi, không cần học động từ to đâu, bởi vì nó là động từ mà. Bình thường mình có accent là giọng điệu ấy, được chưa? Accentuate. Rồi tiếp số 2. Từ số 2 chắc vẫn mới, mới luôn nhá. Acquisition, từ mới luôn đấy. Thì từ mới này học chưa được thì học dần dần, không sao cả, bỏ qua. Từ đấy acquisition bằng lòng. Next. Tiếp theo, từ số 3 đọc rồi. Actuarial Làm nào nhớ được từ này. Tóm lại là có đuôi gì là đuôi gì đã. Đuôi AL là đuôi của tính từ đúng không? Còn từ này cũng vẫn là từ mới. Rồi, toàn nó nhận. Không cần để ý đến nó. Cứ next qua đi vì trong bài mình chịu đọc. Được không? Xuất phát là từ mình hay đọc bình thường đơn giản là quản trị, ban quản trị ấy, admin ấy đúng không? Rồi, đuôi administrator là đuôi của danh từ, admin. Tiếp, Ambassador. ambassador, đại sứ. Từ này thì siêu hay dùng luôn nhá. Ambassador, người đại sứ. Ambassador, ví dụ như là ở vào trường đại học ấy, hoặc là trường cấp 3 cũng thế, sẽ có những tổ chức khi chọn ra đại sứ, chọn ra người đại diện. Ambassador đó. Ambassador từ 6. Employee, cách dư giả. Dư giả nghĩa là thừa, là nhiều đúng không? Employees. Rồi, analyst, đuôi đuôi ổ gọi là đuôi tính từ này, đuôi danh từ này. Rồi số 8 là tí nữa mình lặp lại, mà nãy cô thấy có tra từ rồi đấy, đúng chưa? Con làm là con tra rồi đấy, là nhà nhân loại học. Nhưng mà thôi không cần để ý đến, ít nhất là mình sẽ nhìn cái đuôi ologist là đuôi chỉ người đấy này nhá. Nghĩa thì chưa quan trọng đâu đấy, nghĩa chưa quan trọng. Tiếp đến số 9 cũng là đuôi ologist này. Khảo cô học có thể sẽ bị nhầm nghĩa với từ này. 10 được không? Bankrupt thì chắc chắn là phải biết rồi, đúng không? Bilingual, bi có nghĩa là hai. Bi có nghĩa là hai. Thích ba là gì? Three, choice. Ví dụ như hình tam giác là gì? Choice gì? Hình tam giác là choice. Tiếp. Số 12, một cách hạnh phúc. Chuyển rồi, ok, từ này chẳng từ chưa quan tâm đến nhiều luôn. This way, next. 13. Từ này cũng có thể bị nhầm rồi. Từ này cứ next qua đi đã. Số 14, được không? Cắt bách là cắt giảm nhá. Breakdown là sự học học, cái này chắc biết rồi. Breakdown vỡ học. Rồi là layout lớp, bản mẫu. Người ta bình thường bây giờ mình hay nói là layout make up, là cái hình mẫu make up. Drop back thuộc lại. Xíu nữa mình sẽ nhìn lại các từ này khi làm bài. 15 là trạng từ đã, chỉ cần biết là trạng từ thôi đã, còn chưa cần biết nghĩa. Đến lúc mà mình làm thì mình sẽ tra lại đấy, một cách lịch thiệp. 16, số liệu thống kê dân số. Demographics. Thế được rồi, số 17. Học 17 ha. Diligent, diligent cô sẽ bằng với từ chăm chỉ. Bằng từ nào là chăm chỉ? Diligent có thể bằng từ nào là chăm chỉ? Chăm chỉ là từ nào? Hard thì được không? Đó rồi. Viết được từ đấy, viết lại từ đấy nào. Hard working. Hard work in. Hard working. Rồi, số 18. This, tuyển tố DIS là không, đúng không? Tuyển tố DIS là không.
Đấy, engage là đính vào. Nhìn ra cái từ engage không? Nhìn ra cái từ engage được không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ là disengage, nghĩa là mình không đính vào, thì nghĩa là mình tách. Tách ra, thì thường mình có từ tham gia vào là engage in đấy. Vẫn là từ engage. Engage in là học từ lớp 9 thôi, cô là tham gia vào là xuất phát in nhá. Rồi, rồi. À, qua đến số 19. Small này, trong công việc thì nhớ là phải có liên quan đến sa thải hoặc là tuyển dụng. 20 thì là trạng từ, không quan trọng, đúng chưa? Tại vì là trạng từ nhá. 21 học hết, đuôi mình là đuôi gì ạ? Chắc chắn 20 phải biết. Những cái từ mà cô bảo phải biết này là cô sẽ kiểm tra này, còn những cái từ mà cô bảo chưa cần thiết thì cô sẽ không kiểm tra đâu, nên là cứ bình tĩnh. Học hết các đuôi này, đuôi y là đuôi chỉ người công nhân, được chưa? Đuôi ờ là đuôi chỉ người nhưng mà chỉ ông chủ, employer. Đuôi bồ là đuôi của tính, từ dịch là có thể. Đấy, cô ví dụ cô chỉ kiểm tra 21 thôi chẳng hạn, cô sẽ không kiểm tra đến 20 đâu. Đâu. Rồi, 22. 22 cũng không phải là từ mới. Đúng chưa? Xuất phát từ từ gì ạ? Experiment, kinh nghiệm đúng không? Đấy, nó sẽ danh từ sự kinh nghiệm, nên là câu này là sự sách kiểm tra này. Nhưng mà nó không liên quan Làm sao hai cái từ experience với sự kinh nghiệm sẽ liên quan không liên quan đến chủ điểm job này á? đây là sự kinh nghiệm đây là sự kinh nghiệm thì nó có liên quan với nhau. Tất nhiên nó không liên quan nhưng mà nhìn là rồng rồng. Rồi số 23 thì mình cũng sẽ chưa kiểm tra vội, thì nó là trạng từ, là những cái câu mà cô sẽ ưu tiên chỉ kiểm tra những cái dạng danh từ trước thôi đúng không? Tính từ trạng từ mình lách qua đi đã, một cách không tợ mình để lại đi. Rồi tiếp. Gloomy, u ám thì cái này cũng nên học, thì hay xuất hiện đó. Gloomy days, một ngày ảm đạm. Nền kinh tế ảm đạm nhé, trong bài có thể xuất hiện qua nền kinh tế. Gloomy economics, đây là từ kinh tế, với lại đi có từ kinh tế tiếng Gloomy cộng với economics, economy chứ danh từ. Gloomy economics, kinh tế ảm đạm. Rồi xong rồi mình đến nãy mình có từ chăm chỉ là gì nhỉ? Hai quốc Cái từ gì nữa bằng với hardworking ngoại, từ gì nãy bằng với hardworking, xem lại từ gì nãy bằng với hardworking. đi Diligent, bây giờ mình sẽ có idle này là lười nhác đúng không? Đuôi nít là đuôi gì? Đuôi nít là đuôi của danh danh từ. Thế bây giờ chọn trái nghĩa luôn, idle là lười nhác, trái nghĩa với idle luôn. vừa vừa chăm chỉ xong là gì, ghi lại cái mỗi từ đấy à? Diligent đúng chưa? Diligent đây. Chăm chỉ, trái nghĩa nha. Rồi đến 26 mình có từ incompetent, thì bản thân từ competent có nghĩa là thành thạo, có khả năng, thì tiền tố in này có nghĩa là không đúng không? Tiền tố in có nghĩa là không. Đấy, thì competent là thành thạo, incompetent là không thành thạo, không có khả năng. Ừ. 27, 27 có phải là từ 25 danh từ lên không? Đây đúng không? Idle vô là bây giờ là indolence, sự lười biếng. Đấy thì hai từ này nó có liên quan đến nhau nhá. Rồi tiếp mình đến 28, lâm thời từ này sẽ chưa kiểm tra đâu. Interim được chưa? Yên tâm là từ này sẽ chưa kiểm tra. Số 19 trạng từ một cách thân mật, intimate, mình cũng chưa kiểm tra đâu. 30 bỏ qua luôn nhá. 31 trạng từ một nách qua luôn. 32 hợp pháp, thì bình thường mình có từ legal, từ có từ legitimate. Rồi nách đã này, thì này cũng có 40 năm, 55 từ. Rồi mình có 33. Thì lại là đuôi gì? Đuôi ologist đúng không, là đuôi chỉ người. Rồi meteorologist là nhà khí tượng học, đuôi chỉ người đã, đúng là đuôi chỉ người đã.
Rồi, ok, được. Meticulous, một cách tỉ mỉ kỹ càng. Trạng từ, rồi, cứ cho là mình câu này trạng từ thì mình chưa kiểm tra đi. Nếu mình gặp thì mình sẽ quay lại mình nhìn nghĩa câu là được. Lúc nãy mình có song ngữ là gì ạ? Bilingual đúng không? Chắc chắn là phải học số 50, 35 rồi rồi. Nó multi có nghĩa là gì? Tiền tố multi. Tiền tố multi có nghĩa là nhiều, là đa. Rồi, ok. Nó sẽ là multilingual, là đa ngữ. Hôm nay mình có diligent, chăm chỉ. Mình có idle, lười nhác, đúng không? Bây giờ mình có tính cẩu thả, negligent. Tất nhiên là nó vẫn là từ mới, nhưng mà đâu đấy thì mình cũng vẫn cần học. Rồi, next. Mở Đấy, nãy tôi vừa kiểm tra cái từ là đáng chú, có đáng kể, đáng chú ý đấy. Notable đấy. Thì bây giờ nó là trạng từ thôi, nhá. Vẫn là đáng kể, đáng chú ý thôi. Rồi xong từ đấy từ đó, nãy cô viết lại cho cô cái từ này bằng cái từ gì mà nãy cô bảo, bằng cái từ gì này bảo job, đâu. job, yes, notable occupation bằng với job nhá, bằng với job đó. Từ bài đấy, đuôi 39 lại là đuôi ISD, lại là chỉ người đúng không? Rồi, người nhân đức, tất nhiên là kể cả đuôi này thì nó cũng có thể là mớ chẳng hạn, nhưng mà tất nhiên là đuôi chỉ người đặc. Số 40 tạm thời, rồi provision, gọi lâm thời tạm thời, nhưng từ này chắc chắn là mới. Sao? Không chờ là gì? Không chờ là tính từ của nó, có nghĩa là đúng giờ. Thì bây giờ có đuôi ality là đuôi danh từ, là sự đúng giờ, nên biết từ này. Đó, không chờ là đúng giờ. Punctuality, sự đúng giờ. Đó. Rồi nhà tuyển dụng. Nãy mình có một từ nào mà là bằng với từ recruiter? Employee gì là bằng? Employ Employee là người, nhân viên. à im employ Ừ, employer. Bây giờ biết cái từ này bằng từ employer này. Employer. Recruiter, employer. Tuyển dụng. Rồi, đến 43 từ điều kiện tất yếu nghĩa là bắt buộc, nhưng thôi từ này làm sao cũng được. Prerequisites, bắt buộc. Nó cũng quan trọng. Prerequisites. Rồi. Tiếp. như Revenues, revenues. Học á, mặc dù là từ này nó đọc lúc đầu mình vẫn thấy nó mới nhưng mà mình cần đã. Revenues, thu nhập. Revenues. Revenues, thu nhập. Revenues. Revenues, kiểu như là làm có thu nhập ấy. Tiếp mình có 45 các từ liên quan đến tiền, tại vì là topic job nó phải có thôi. Lương, wage, lương theo giờ, bonus, tiền thưởng, pension, lương hưu. Theo bố mẹ mình đi làm là có lương, là lương nào? là Ừ, đúng rồi. Còn ví dụ như là các anh chị định lên đại học đi làm thêm thì là lương nào? Ừ, đúng rồi. Về nhà thì nghỉ hưu sẽ là salary. pension, đó thế thôi. 46 thì mình có từ scenario là viễn cảnh. Cảnh gì? Xin Cảnh, cảnh cảnh đẹp đúng không? Còn đây là rồi, rồi. Okay. Tiếp 47 nhá, số 7 đoạn khúc thì thôi từ này next qua đi. Số 8 48 chuẩn là người phát ngôn thì từ này rất là nhiều, ví dụ như là làm trong ngoại giao là sẽ có spokesperson là người phát ngôn nhá, spokesperson. 49 sắp từ về thật chất, về cơ bản, được chưa? Substantial, chất về cơ bản. Thôi rồi, từ này next, 49 next, 50 này, nhìn thấy thôi nhưng rất là dễ nhớ nhá. Super là bên trên, nhìn thấy mình có từ official là bề mặt. Thì superficial là nông cạn, nghĩa là nó chỉ bên trên bề mặt. Superficial. Nghe đơn giản nó là nông cạn đúng không? Ở bên trên bề mặt. Nhưng rồi. Tactful. Khéo léo. Không cần để ý đến đuôi ly, bởi vì đuôi ly là đuôi trọng từ, mà từ này nên học nhá. Tactful là khéo léo. Tactful là khéo léo này. Trainees, thực tập sinh. Thế bây giờ cái người mà hướng dẫn cho thực tập sinh là trên gì? trên trên là Đúng rồi, trainer. Thế train nó là cái gì? luyện Nó là động từ hay danh từ? tập Train nó là động từ, rồi gọi là đào tạo. Trainer là huấn luyện viên đấy. Thực như là huấn luyện viên ấy. Rồi, ok. Trên là động từ đào tạo. Bên dưới
nó sẽ có một cái từ under là dưới này, đúng không? Under là dưới, size là kích cỡ, under size chưa đủ kích cỡ nhá, không phải nhìn nhìn nó bị đẩy dòng lên á, chưa đủ kích cỡ nhá, vậy là dưới tư tiêu chuẩn. Overuse, use là gì ạ? Sử dụng Thì overuse là lạm dụng, nghĩa là sử dụng quá mức. Over lại là quá, staff là gì ạ? Staff, staff là nhân viên. Rồi thì over staff sẽ là thừa nhân viên. Thế nói là over employee được không? À không, câu hỏi từ staff sẽ bằng từ nào? viên còn Staff sẽ bằng với employee đúng không? Nhân viên. Rồi thế dưới mình có từ under charge. Under là dưới. Charge là gì? Charge một là đánh giá. Gọi là thu nhập. Đây, định giá thấp đây. Bình thường nếu mà sẽ có nghĩa là tiền thừa, tiền mà chúng ta nhận lại từ lẻ. Rồi 54, upheaval, sự biến động. Thì thôi, đấy câu đấy nhá, cái đấy không sao cũng được. Upheavals. Sự đột ngột tăng. Rồi, upsort, tiếp tục cái đoạn upkeep, upgrade. 53. Rồi, structure mình có 34 câu à? Ok. Chỗ này structure thì maybe là nó sẽ làm nhiều ở phần đồng tranh, nhưng tôi đọc lại nhá, đọc xem đọc ở đâu trong quá trình làm bài. Đầu tiên là tuân theo, các động từ tuân theo. Year 2 này, function 2 này. Cái sự khác nhau của mấy từ này là nó sẽ là giới từ đúng không? Ừ, chiều nữa mình gói mình gặp lại nhá. Rồi. Bình thường red của cô là gì? Đúng. Tỷ lệ cũng được. Tính ra 5 sao đúng không? Tỷ lệ 5 sao. At any rate sẽ có bất luận thế nào, bất cứ thế nào. Số 3 đọc là made redundant. Redundant Rồi. thừa thãi. Rồi, made redundant trở nên thừa thãi, bị sa thải. Số 4, probation. Copy job đúng không? Một điểm liên quan đến probation. Gọi là thử việc, thời gian thực tập đấy. Probation. Beaver away, slave làm như nô lệ, slave là nô lệ. Blissfully ignorant thì bên trên mình có một cái trạng từ blissfully rồi nhưng mình không cần học. Ignorant là gì ạ? Kiểu như là ignorant là ngó lơ, thì đây nó sẽ là không biết và không muốn biết về những điều gì. Tóm lại là không thèm để ý, hoàn toàn không để tâm. Contrast là gì? Reason contrast thì contrast này là gì? Đúng không? Mình có ký hợp đồng là gì? Ví dụ như là, hoặc là hợp đồng đồng ý, nãy mình có kiểm tra cái từ từ hợp đồng đồng ý đấy. Đúng rồi, thì bây giờ là breach contrast thì mình sẽ có là vi phạm hợp đồng. Rồi. Bên dưới số 8, by no mean. By all mean, no với all khác nhau đúng không? Không đời nào và bất cứ giá nào. Pha and square công bằng rồi. Fit the bill là một từ mà siêu hay học nhá, mình sẽ phải để ý số 10. For hour on end, nhiều giờ liên tục thêm học. Get a feel for, kiểu như là có cảm giác. Nếu mà không dùng từ feel thì số 12 sẽ dùng từ đầu nhá. Viết lại đi, viết thêm cho một từ có cái đầu, có cái gì đó, có kiến thức về. Have for, có kiến thức về cái gì đó. Hand in notice, từ bỏ, có thể vẫn mới. Thì sẽ xem lại. Hand in notice. Rồi, here and there này. Đây là gần như là idiom. Step, step là bước nhá. Thì step by step từng bước một, cái này rất là dễ hiểu. Here and there, đó đây, cũng dễ nhớ thôi. Now and then, now and then thì thỉnh thoảng thì có thể sẽ hơi khó. Ôi no cũng dễ nhá. Nói chung hit the hay, bình thường biết hay là gì? Hit the hay, bình thường hay thì nó cũng có nghĩa là cỏ khô, cây cỏ khô cho bò, cho bò ăn đấy. Hit the hay. In lieu of, instead of, chắc là biết instead of rồi đúng không? Rồi in and out, buy Hãy and loss, jump ship. Thì mất con dịch jump ship là gì?
Nếu bình thường Nhảy cô dịch chuyển. nhảy thuyền đúng không? Nghĩa là mình chuyển việc. Dễ đúng không? Được không? Thay đổi công việc. Rồi, số 19. Thôi, next qua 19 đã. Nếu là mình có gặp đọc kỹ hơn. Đó. Rồi. Layout. Layout. Sa thải này. Nãy mình có từ gì là sa thải nữa? Nãy cái câu là bị dư thừa thì có nghĩa là mình cũng sa thải. Make là từ nào? Overstep. Overstaff rồi, có một từ khác, make gì? Redundant đấy, tìm lại cho cô xem cái từ make redundant đây. Sa thải. Mình sẽ make redundant nào. Của mình thì Redundance cứ nhìn lại nó ở số 3 structure bên trên này số 3 trở nên thừa thãi nghĩa là việc chúng ta bị make redundance rồi 21 thì cho biết đấy sai là đã, được không? Ở đây là những thứ linh tinh đầu thừa thôi kẹo. Parent leave đọc luôn để về nhà mình làm tiếp cái phần đằng sau ấy, thì mình cũng đỡ hơn nhá, là thời gian mà bố mẹ được nghỉ để sinh chăm con, nghĩa là ví dụ như là mới sinh thì sẽ bố mẹ được nghỉ cả bố và cả mẹ chứ không phải nguyên ăn một trong hai người đó. Rồi. Peace and quiet, yên bình, con the on up on chồng tôi suy nghĩ này. Press ahead tiếp tục làm gì, pros and cons chắc là biết đấy. như Thế bình thường có từ lợi và nhược điểm mình dùng từ nào? Lợi ích và nhược điểm mình thường vô dung từ nào? có Là gì? phải Advantage. có phải Advantage nhá. Có cơ hội. Stand a good chance. Chance là cơ hội nhá. Stand a good chance of doing something. Take a risk. Risk là gì ạ? Liều đúng không? Thì take a risk có nghĩa là mạo hiểm. Take one head off. Nếu mà con dịch ngang bình thường head là mũ, off là xuống thì kiểu như là mình ngả mũ ấy, mình bỏ mũ nghĩa là mình kính trọng ai. Nhá. Break, extend. Extend là mở rộng. Ở một mức độ nào đấy, mức độ lớn hơn. Up and down, con dịch bình thường sẽ là gì? Lên xuống đúng không? Đấy, số 33, chúng ta mình gặp lại thì mình sẽ work against the clock. Bình thường cái quả đồng hồ nó quay như này, bây giờ mình đi ngược cái đồng hồ, mình dịch nó lại. Nãy mình có từ phạm luật là ở ghế gì? Thế chưa? Thì nghĩa là cái tiền tố against cũng có nghĩa là gì? Là phạm lại, là ngược với. Được chưa? Ngược với ai đó. Thì work against nó mình hiểu là làm việc không ngừng. Làm việc để chống lại cái đồng hồ. Ha? Rồi, bây giờ mình sẽ đi làm trước cho nó dễ. Trong quá trình làm mình sẽ nhìn lại từ một bên trên. Rồi bắt đầu đáp án số 1. Thế thì được hai giường mà Ừ cô đúng. sự hai Placement, probation, đánh duration đúng không? Rồi, competitive. hai Ừ. thì lên đi hai một Không. Relevant là một. Relevant là một. Thực ra cái số 1 cái đáp án quảng cáo này mình sẽ có hai cách đọc. Mình có hai cách đọc nhá. Nó là advertisement mình sẽ là âm 3 là âm ai. Nhưng mà cũng có một cái đọc khác là advertisement thì nó sẽ là âm 2. Hai cách đọc tạo ra hai âm, được chưa? Nên là cái từ quảng cáo này này là mình sẽ có hai âm đọc. Biết từ này nghĩa là quảng cáo chưa? rồi. Ừ. Tra lại cái đáp án B nghĩa là gì nhỉ? Improbation. Improbation. Có đấy, nhưng cô cho mình sao? Có, cô làm sao?
không nhìn ra. Nãy là nó nằm ở phần số 4 structure. Thật sự. Ừ, được chưa? Thời gian thử việc. Nhớ là từ quảng cáo mình sẽ có hai cách đọc nhá. Advertisement hoặc advertisement. Từ C với nghĩa. Bây giờ là đang trong giai đoạn nhồi từ vựng. Từ này thì trong bài hôm nay có nhớ là không có đâu. Mình ghi nhá, mà gặp rồi lại là cạnh tranh. Danh từ sẽ là đuôi gì? Competitive link Danh từ xong rồi link đi. Nghĩ chưa? competitive Tiếp rồi thì bây giờ danh từ là gì? Bỏ tiếp đi. Chuyển cái đuôi gì thành cái đuôi gì? Competition. Tiếp tiếp cô chỉ gắn thêm vào thôi. Bỏ tiếp đi. Competition nhá. Rồi. Số 2. quan intention Đúng rồi, đánh trước shin thôi đúng không? Âm 3 thôi. Quá quan trời ốm rồi. University. Cũng là 3. Opportunity. Undergraduate. Chọn gì? Ừ, rồi. Đó là âm 4 nhá. Có từ khác là âm 3. Qualification nghĩa là sao nó không có trong bài hôm nay rồi? Thì từ này đáng nhất không cần phải là từ mới nữa. Thế bây giờ nếu mà từ điểm về job đi, từ điểm về công việc đi, từ điểm về học tập đi, là chúng ta sẽ phải có qualification, gọi là có. có Làm sao để được tuyển dụng? Làm sao để được đi phỏng vấn? xin được Xin việc trong 10 ứng viên thì chỉ có mình tôi được, thì tôi phải có cái gì ạ? hồ sơ Đứa nào phải có hồ sơ, còn đứa nào đi xin việc không có hồ sơ. Tôi phải có cái gì hơn các bạn thì tôi mới được vào và các bạn chuẩn. Đứa nào cũng nộp đơn thì bây giờ đứa nào phải có cái gì thì mới được vào. Có năng lực, có trình độ. Được không? Qualification này có là năng lực trình độ nhá. Ừ. University thì chắc không cần nói đúng không? Rồi, tiếp opportunity. thể Biểu diễn. hiện Đối diện. Opposite mới là đối diện. Thế bây giờ ví dụ như là tôi có một cái opportunity vào làm được trong một cái tập đoàn này chẳng hạn. Tôi cho bạn một cái opportunity du học chẳng hạn. Một cơ hội. Một cơ hội quá trời từ những từ cơ bản này chưa thuộc. Tiếp tục cứ học chữ nọ lại quên chữ kia thế này đây. Cơ hội nha. Undergraduate. Under là gì đã? Ừ, graduate là tốt nghiệp. Dưới tốt nghiệp mình hiểu là gì? Chưa tốt nghiệp. Chưa tốt nghiệp. Rồi, có ba này. Trọng âm đầu tiên. Remotely Ừ, hai đúng không? versus lighting Fascinating. Fascinating. Rồi, một. Fabulous Một. Ừ. Channel Chọn ba. Rồi, ok. Đi luôn số 4, có ba không cần này nghĩa đâu. Từ khuyến khích học từ lớp 9 rồi. Âm 2 rồi, ok. Permanent. Âm 1, đúng không? Permanent âm 1. Graduate. Great à một 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 nhé. Nãy cô vừa có cái từ chưa tốt nghiệp là từ. undergraduate Ừ, thì bây giờ graduate là một nhá. Rồi, thế nào số 4 chọn gì? Ừ, rồi, mà nghĩa là mình vừa có encourage là khuyến khích. Permanent thì tạm thời, ví dụ như là sẽ có những cái công việc tạm thời, công việc lâu dài. Permanent job. Graduate vừa nói rồi. Tốt nghiệp. Organize buổi trước học này.
Động từ đấy nó thì yếu, xem ít đi nữa. Nào số 5, work for, trọng âm 1 nhá. Hai, flyer. Có thể từ này mình không biết thì mình chọn đáp án B luôn nhá, 5B chọn vào flyer nhá. Hai. Các từ khác là một tiếp luôn. Bây giờ nói nghĩa luôn này. Work for, một từ nên học trong topic này. Work là công việc, còn for sẽ là lực lượng. Work for mình hiểu là lực lượng làm việc, gọi là lực lượng lao động đấy. Lực lượng lao động, thực ra là mình vừa học bài hôm trước ấy, là liên quan các tổ chức, xong trong cái tổ chức đấy nó luôn luôn có một cái lực lượng nòng cốt có liên quan đến job, nên là mình học hai cái topic này gần nhau là vì thế. Handshake thì chắc dịch bình thường. Headhunt cũng là một từ nên học này. Nãy mình có những nhà tuyển dụng là ai ấy nhỉ? Employ Bằng với từ recruit. group Nhìn lại cho cô từ vựng. Và thôi mất công tra đi tra lại. group Rồi, recruiter ở số 42 đây, nhà tuyển dụng. Thì bây giờ mình sẽ có cái câu bên dưới này. Headhunter mình cũng sẽ hiểu là nhà tuyển dụng. Nếu mà bình thường dịch theo đúng tiếng Việt gọi là người săn đầu người ấy, gọi là những người tìm nhân tài đấy, người săn đầu người đấy, đúng không? Nhà tuyển dụng, săn đầu người vẫn là nhà tuyển dụng, nhà săn tìm những nhân tài. Rồi đọc lại những từ mới trong phần này mình có này. Quảng cáo là, Quảng cáo là rất thân thực tập là, thiện, promotion, cạnh tranh, competitive, năng lực, quality, qualification, có cơ hội, opportunity, chưa tốt nghiệp, undergraduate, đã tốt nghiệp graduate, rồi. cần, Lực lượng lao động, công việc tạm thời, lâu dài, công việc lâu dài, permanent, 4B, permanent, temporary là tạm thời, còn permanent là lâu dài. Nhà tuyển dụng rồi là employer rồi là recruiter, đúng không? Rồi, ok nhá, mình next qua phần số 2, bài số 6 đây. Số 6. Từ này cũng vừa bảo rồi, có hai cách đọc, có thể là âm e. Bình thường mình hay đọc âm ơ trước đúng không? Advertise, không, advertisement hoặc là advertisement, hai âm e hoặc ơ. Các từ khác này, Link động từ up là apply, động từ nộp đơn là apply, nhưng mà danh từ sẽ là e nhá, applicant, âm e nhá, applicant. link candidate Candidate. name Thế phải chọn gì? is Đúng không? Là ông này mình sẽ đọc là ơ. Advertisement. Advertise mình đọc là ơ. Advertisement. Rồi. Nãy mình vừa có quảng cáo rồi. Cái applicant là, nói đến xin việc thì sẽ phải nói đến cái từ applicant này. apply Từ đấy, tôi apply và nộp đơn thì tôi là người applicant thì tôi là ai? sắp Không, cái thằng nộp đơn sao lại thành người kiểm soát được, cái thằng mà đi nộp đơn, tôi mang hồ sơ đến nộp thì tôi là applicant, tôi là gì, gọi là ứng, được ứng viên. Đấy, được chưa, tôi gọi là ứng viên. Candidate nó cũng gần như thế nhưng mà nó dịch là thí sinh, người tham gia cuộc thi thì gọi là candidate, còn người đi nộp đơn để làm việc ấy, thì nó sẽ phải là applicant. Management, manage. Đuôi này là đuôi gì vậy? chị rồi Không, đuôi mình sao lại chỉ rồi? Đuôi danh từ. Đuôi danh từ thôi. Đuôi danh từ thôi. Manage là quản lý, thì management mình sẽ dịch là vấn đề quản lý, là việc quản lý. Quản lý next câu 2 bạn nha. Chắc chắn là lại có từ apply to sếp. Tìm tra lại cho cô xin giải từ apply. Đâu cũng có. không có Cái này nó gần như từ probation lúc nãy là gì? tập sinh Gọi là thời gian thực tập, đúng không?
và thời gian thực tập nhé. Tập xong mình lấy câu khác này. Special Ừ. Số 7 cô chọn C nhá, vì cái chữ sờ này là sờ dài. Nên học mỗi đáp án A thôi. Apprenticeship là bằng lúc nãy với probation là thời gian thực tập thôi. Đấy. Thực tập. Giờ mình đến số 8, chọn đáp án. teacher Rồi, à không, không chọn thích chờ được. experience Đúng. cashier Ừ. and it Interview. interview update. Rồi, để sao? Chắc là có cashier một người cũng rất là quen thuộc với mình luôn. Suốt ngày tiếp xúc với tiền. Cashier của cô là ngăn, cashier là ngăn kéo nhé. Cashier sẽ là nhân viên ngăn kéo mà mình dịch thì nó không ra từ đúng không? Thu ngân. Thu ngân nhé, thu tiền đấy, thuế của tiền đấy. Là cashier. Interview cho biết chưa? Đấy, nó lại bảo cô là không biết rồi. Nên bây giờ mình có nãy là người đi nộp đơn là có trình độ này, làm sao được nhận vào, qua vòng gì rồi chưa? Đúng rồi, còn gì nữa đúng không? Interview. Ừ, vẫn chết thôi. Rồi số 9 nào. Publish Ừ. temporary Ừ. support Ừ. support Ừ. degree Chọn gì? mình Chọn B rồi, temporary âm ơ đúng không? Các bạn khác là âm âm o rồi. Chỗ này thì thực ra là nên viết hết, ví dụ như là mình có shortlist á. Đúng, nghĩa là kiểu như là mình lọc hết rồi ấy, đúng không? Thì mình sẽ còn cái danh sách đấy, shortlist. Temporary thì trái nãy bên trên cùng một cái từ là công việc lâu dài, lúc nãy từ nào nhá? Vừa bên trên, permanent permanent, permanent, permanent là nhiều khi cứ bị nhầm từ này. Temporary là tạm thời, còn permanent là vĩnh cửu. Cái đáp án 9B nó sẽ là tạm thời, còn bên trên nó là vĩnh cửu. Ừ. Rồi, thôi học từ đấy thì đã, không cần ý các tôi sao. Số 10. Tension, commission, Ừ. passion, division. Ừ. Okay. Tận đây đúng không? Trong đấy mình vừa có từ vựng pension xong. Lương khi về già người ta gọi là pension. Ok, pension lương hưu tôi được có ha. Lương hưu. Rồi. Passion đáp án C, mặc dù B mình chưa cần, mission là sứ mệnh nhưng mà thì không cần ý đến nó đâu. À, nói sao C nào, muốn làm một cái gì đấy thì được passion. Mình Passport, password mới là mật khẩu. Chúng ta hiểu pass là qua ấy, thì word là từ, password là từ mà chúng ta qua được, chúng ta là mật khẩu. Chỗ này là muốn làm gì thì đều phải có action, gọi là có enthusiastic lên, có dynamic lên, gọi là có gì ạ? Đấy, dynamic quen đúng không? Dynamic là em. Dynamic, trước đấy một bài. Passion là có đam mê. Ừ. Nhá, cứ ghi cho cô từ passion đi, nó còn lặp đấy. Có đam mê. Hay là phải có decision. B nào. Decision cô là cô thấy là thôi phải quay lại học với các bạn ở lớp thôi, chết mất thôi. Decision. Thôi, không nhớ thôi. hộ chính Thôi, không, không, next. Bỏ qua từ này. Rồi đọc lại cho cô mấy từ mà mình đã phải có nè. Quảng cáo đầu tiên là advertisement hai cách đọc. advertisement advertisement Cái chữ A đầu tiên nó sẽ có hai âm, một là E, hai là M. Advertisement hoặc là advertisement. Ừ, rồi. Bây giờ vào tiếp đi. Quan trọng. Ứng viên. Applicant, Ừ, người nộp đơn, thí sinh. candidate, Ừ, và việc quản lý.
management Thế nhà quản lý là gì? Manager gì? là đi chuyển Đúng chưa? Nên là office manager đó, đúng chưa? Manager thì thực tập cũng có hai từ. apprenticeship Ừ, hoặc là probate. Probation. probation year Thực tập sinh không, trong thời gian thực tập là được. Probation. In a probation. Rồi, nãy anh nhớ thu ngân không? hết Ừ, phỏng vấn đó. sự Ừ, tiền lương hưu. hết sự Ừ, có sứ mệnh. À không, có từ đấy, có đam mê. hết sự hết sự Passion. Tạm thời thế đã, đi tiếp ở bên dưới đã. Nay chỉ chữa đến số 40 thôi, không cần nhiều. Số 11. Ừ. Đuôi đúng không? Nhìn bốn cái từ này không phải là bốn từ hoàn toàn khác biệt vì nó có đuôi giống nhau. Must have gì gì đấy, skill thì chỗ này cũng chắc chắn là phải cần một gì. Đúng rồi. Tại sao lại cần danh từ? Thế con phải nhìn đằng sau giống đầu anh tiên chứ chưa chứ. ai là đúng đầu tiên rồi Có have sao là thế sao là đội gì nó cần gì? Sao lại sau have là động từ? Have nó là cái gì ạ? có Nó là động từ rồi thì sao lại cần động từ nữa? tính tưởng có skill Skill là dạng từ gì? động từ Skill không phải động từ à? skills Skill là kỹ năng. Kỹ năng ở đây nó là danh từ. Được chưa? một kỹ năng Có. Skill là kỹ năng là danh từ. Nên là mình phải cần một gì? Đằng trước danh từ. Nghĩa là đằng sau hết thì đúng là cũng cần một động từ đấy. Nhưng mà cái động từ skill có rồi. Thế tính từ nó đáp án nào? là unbelievable Rồi, đáp án B đúng không? Mặc dù mình không thèm biết nghĩa luôn ấy. Mình không thèm biết nghĩa luôn nhá. Không thèm dịch câu luôn. Nhưng dịch qua cho hiểu. Mọi người apply được không hiểu? mọi người nộp đơn và xin công việc Ừ, cái từ accenture là từ bên trên nó có nhưng mà tôi không cần nhớ từ này nhá. Firm là học cho cô từ firm này, học cho cô từ firm là bằng với từ công ty là từ nào, bình thường nó sẽ từ công ty là từ nào, chủ điểm chót thì chắc chắn là phải biết cái từ công ty này rồi. Bố mẹ mình đi làm công ty thì công ty là cái gì vậy? Trường học thì biết rồi. Nhà biết rồi, chợ rồi biết rồi. Thế bây giờ một cái cơ quan mà không thể thiếu trên cái thành phố này là công ty. Công ty là cái gì? Ôi giời, từ muộn quá, đó buồn quá quá. đầu luôn Company biết được không? Đó thì hôm nay cũng mở rộng thêm mình có từ firm này chính là công ty đó. này Firm cái này cô nói từ cái bài gì cả chắc chắn rồi, chính xác, nói từ bài đầu tiên luôn, chính xác rồi đấy, mà tự nhiên kiểu cũng lại quên, đã nhớ được thì nó đã nhanh rồi. Tiếp này thì đó, phải có một cái kỹ năng phân tích ra cái đáp án B của cô, nó cũng nghĩa là phân tích analytical skill, nhưng mà bây giờ mình không cần biết từ đấy, mình chỉ cần biết cái đuôi AL thôi, những từ tôi vẫn làm đúng không. Ừ. Kỹ năng liên quan đến gather information, học thông tin, xử lý những cái vấn đề và make decision, nhìn chung là kiến thức, nhưng mà người ta chỉ bảo một kỹ năng là vì thế đấy. Rồi mình đến 12, chọn đáp án gì? B à? Từ B nghĩa là gì? Ừ. Bây giờ quan trọng là cũng không biết là hài lòng hay là không hài lòng đúng không? Nhưng mà ít nhất là nhìn hình thức là sau to be là phải cần một gì đã. Có thể là động từ phân từ hai, có thể là động từ bất định, hoặc là gì? Tính. Chỗ này mình lại cần một tính từ nha. Cần một tính từ. Hả? CB. Chỗ này chúng ta không hiểu đáp án B là động từ đâu, mà chúng ta hiểu là động từ phân từ hai như một tính từ. Động từ đưa quá khứ. Nhưng mà chỗ này cô có một đáp án trái nghĩa với nó là đáp án A. B là hài lòng thì A sẽ là gì? Vì mình có tính tố DES đúng không? Còn về đáp án chính thức mình chọn là hài lòng hay không hài lòng để dịch có nghĩa câu. À, nhìn cho cô đằng sau trước này, strict rule. Strict rule là làm sao ạ? Rule là cái gì? Rule là luật lệ, strict là nghiêm khắc. Rồi gì nữa? Poor working condition. Rõ ràng thế còn gì nữa? Công cụ nào để nói
Condition là công cụ đúng Không, condition không phải là công cụ. Condition là điều kiện, chứ nó câu điều kiện. không? If condition, câu điều kiện một là hai. Điều kiện là được nói hả? Thế bây giờ cô phải chọn cái gì? Ừ, đúng chưa? Đứa nào hài lòng, cho đi làm luôn. Từ từ, nhìn lại câu 12 mình có, từ mới mình có, employees. Ai đây? Nhân viên Ừ, đúng chưa? Còn cái từ probation là phần trăm, không quan trọng, từ đấy học sau cũng được. Đấy, của cái demographics, cái này cũng không quan trọng, từ tóm lại là của một cái ngành nghề nào đấy, đúng không? Đấy, cho rằng là không hài lòng với một số thứ như này. Rồi, đến 13. những người công Cô nhận lại cần một ơ chấm chấm lít. Vị trí cần gì? Nhưng mà lít là cái từ danh từ rồi. Cái từ lít bình thường là động từ đúng không? Cái từ lít này là danh từ rồi. Nên từ lít là danh từ rồi thì mình sẽ phải cần tính từ. Ừ, rồi AL đối tính từ đúng không? Còn mình có nghĩa trong phần từ mới rồi. Apprentice lít là Constructor có cụm này. Gọi là gì ạ? Bố mẹ sinh con thì phải có cái này gọi là nghề gì ạ? Đúng chưa? khi còn ừ. Nghỉ để chăm con. Ừ. Ừ. Parental leave, được chưa? Parental leave ở số 23 ấy, được chưa? Nghỉ để chăm con. Rồi. Tiếp 14. Nãy cô vừa có từ công ty được cái gì nhỉ? Firm Ừ, bây giờ số 14 mình tiếp tục chọn một từ công ty nữa, đấy là từ entrepreneur hoặc là cooperation. Cooperation mình thì gọi tập đoàn ấy, tập đoàn nhìn chung nó cũng là một dạng công ty nhưng mà công ty lớn. Bây giờ từ từ nhìn cái vế đằng sau cần một dạng từ gì đã. Ờ, từ số 2. Biết đằng trước dấu gạch là gì không? Ừ, automatic ấy, đuôi gì đây? Đuôi tính từ đúng không? Thì sau tính từ mình cần một danh từ. Nhưng mà lúc nãy mình có nhìn bốn đáp án của từ, đáp án ví dụ như là người nộp đơn đúng không? Hay là sự nộp đơn thì cô đều là danh từ cả. Chỉ có loại mỗi bên, mình chọn 14D nữa. Enterprise, doanh nghiệp và application đơn. Bây giờ mình dịch câu này cho hiểu này. Nhiều gì ạ? Corporation. Và bưng mồm là gì? Đoàn Và doanh nghiệp. Enterprise đó, doanh nghiệp. đang sử dụng cái bức của state là Học cho cô cái cụm state of art luôn nhé, và cụm này luôn đi. State of art mình không dịch liên quan đến mỹ thuật hay gì đâu, mình sẽ dịch là sự cập nhật đổi mới nhất. Mới nhất, được chưa? State of art mình dịch là mới nhất. Cái gì mới nhất ạ? Artificial Intelligent. Cái thuật ngữ mà trên cái cuộc đời này, đến cái thời đại này, không đứa nào không biết. AI Ừ, là gì? Trí thông minh nhân tạo. Và automatic là tự động đúng không? Auto là tự động. Cái gì tự động ạ? Ừ. Ừ. Gọi là sự ok, sự nhận nhận vào như sự nhận việc và tự động đúng không? Thay vì là human labor force. Human labor force sẽ là lực lượng lao động. Cô vừa có cái từ nào là force ấy Workforce nhỉ? Nó sẽ bằng với cụm đấy. lực lượng Lao động. Hai từ này bằng nghĩa nhau. Human labor force, workforce. Bằng nhau, được chưa? Lực lượng lao động. Nghĩa là không phải sử dụng đến con người nữa. Được gọi là human labor force, workforce nhé. Rồi, đi tiếp ra xíu mình dịch lại. molecular technologies là người học về các vấn đề
ở trên trái đất. Ừ, chắc chắn rồi, đúng không? Phải liên quan đến khí tượng học. Vẫn là cái đuôi X, bốn đáp án đều là đuôi chỉ người, nhưng mà tất nhiên là mình có thể nói lại là A là nhân loại học, hay là bên trên là nhà khảo cổ học, đúng không? B là nhà thiên nhiên học, chứ không quan trọng lắm. Chỉ cần thực ra cô cần quan trọng cô đã biết nó là đuôi X và đuôi người là được rồi. 16. Cụm từ Bridge of Contrast là gì? Chọn đáp án rồi đúng không? Wow. Là gì? Wow. Tra từ vựng trên phần cấu trúc đâu có hợp đồng, vi phạm hợp đồng. Cấu trúc có. Phạm hợp đồng. Thế nếu mà vi phạm hợp đồng thì trong công ty sẽ sa thải mình là điều hiển nhiên đúng không? Nhưng mà nếu mà đơn giản thì đứa nào cũng vi phạm hợp đồng, nó sẽ có một cái vấn đề khác là nó sẽ bị kiện và bị bồi thường. Đấy, thì hiểu qua như thế mình sẽ có cái động từ sue ở đằng bên trên đấy, là từ bị kiện đằng trước nó, bị kiện của bị kiện. Đó. À, cụ thể hơn là vì anh này đã reveal và tiết lộ. Thế thôi, mình không cần đến các thứ khác đâu. Đấy, headquarter. 17. Headquarter trụ sở. Head office, headquarter, đúng không? Rồi là head building, đó. Bài cũ có, đâu đấy nó vẫn lặp lại. Cái phần mà mình đã có, quan trọng là ai nhắc để mà mình nhớ. Và bản thân mình cũng phải nhớ đi đã, thì nhắc không thể dễ được. Trụ sở của Đấy. tổ chức đa Đang ngữ thì mạnh măng chi là nhiều nhưng mà đa cái gì ạ? đã thực ra là đang bị Đang bị làm sao? quá tải nhân lực Đúng không có rồi, sao chính xác. Chán mà có là nghĩa rằng mọi người sẽ phải làm gì ạ? sao Rồi. Thực ra cũng có các từ khác cũng rất là dễ nhớ để mình học luôn nhá. Undersize kiểu có cỡ quá hả? Oversize mới là quá chứ. để học nhưng Quá mà sẽ có trọng Overuse. Ok, đúng rồi, lạm dụng overuse. Yes, không trong under trust. Ghi lại một lần nữa cho mình. bị giá thấp Rồi, cái là ok, đây là đi là tắt. Câu 18 này. On, thời gian thực tập ấy. Thời gian thực tập. probation. Yes, on probation. Đó. Đấy, thì nãy mình vẫn có management, thì bây giờ đầu từ chủ ngữ mình lại là manager, ai đây? Khóa người quản lý Nói rằng là tôi sẽ có on probation trong vòng 2 đến 3 tuần đúng không? Bởi vì họ muốn tìm một ai tìm một cái trainee. Trainee. những người thực tập Có thể hoàn thành cái nhiệm vụ không đúng không? Task dưới under pressure sẽ áp lực không? Rồi, testing, kiểm tra, inspection, giám sát. Nhớ cái bàn D không? Nãy mình mất công đọc từ mới rồi. Nãy mà bảo là chả giống với cái từ gì ấy. Thì đây là gì ạ? Trong khóa học. Thí nghiệm. Thí nghiệm, đúng không? Experience, thí nghiệm. Nào. 19 nó gọi là các trạng từ hôm nay mình không cần học. Thực ra thôi, next qua 19 nhá, mình chọn C. Chỉ cần nhớ hai cái từ này với nhau cũng được. Blissfully ignorant, cụm này trong phần structure nó có rồi. Một cách hạnh phúc. Rồi. Thế đó, không cần quan trọng lắm ạ. Các từ khác mình đều có thể tra được ở trong từ mới. Từ đến 20 luôn này. Cái sự trong Chỗ này có cần một dạng từ gì? đúng Bản thân bốn đáp án đã là trạng từ rồi đúng không? Tại sao cần trạng từ? vì Trước hoặc đằng sau nó sẽ có động. Còn từ does đấy, thì mình cần một trạng từ. Đáp án gì? vì cái Đâu, từ nào rồi? áo Theo em là tiến hành công việc. hát hát lên Holly là gì? Hot được phải chăm chỉ. Hot thì là chăm chỉ, nhưng Holly không phải là chăm chỉ. Holly là hiếm. Make mistake là gì ạ?
phạm lỗi, nghĩa là anh này anh ấy phải thế nào khi thực hiện công việc, nên là Đúng. anh ấy hiến khi phạm lỗi các bạn. Ừ. Thế tôi Cũng được đúng không? Đấy, thực ra là mình có một từ khác có nghĩa là khéo léo tỉ mỉ, đó là C nhá. Còn tactfully mình sẽ hiểu khéo léo nhưng mà theo kiểu là ứng xử cư xử khéo léo với mọi người ấy. Mình nhận C để mình đúng hơn, khéo léo đối nhân xử thế thì mình chọn đây. Để cho hot đi là hiếm khi nha, hot là chăm chỉ nhưng mà hot đi là hiếm. Không mất. Tiếp tục là cần một vị trí gì? Đuôi phu là đuôi gì đấy? Cái trước tính từ có thể là gì đấy? Sao tính thì không bao giờ mình có động nhé. Cái cuộc đời này tính nó không chơi với động, tính nó chỉ chơi với danh từ thôi. Hoặc là chạm từ. tính từ là trước danh từ, tính từ Ừ? là trả từ. Chạm từ có thể đứng trước tính từ. Chạm từ có thể đứng lên trước tính từ. Chạm từ có thể đứng lên trước tính từ. Đúng rồi, cả bốn từ đều đi đi là chạm từ. Bây giờ successful là thành công đúng không? Thì phải thành công đáng chú ý. Một cái Tôi chọn dấu chấm. B nhá, chọn B nhá. Mark là đánh dấu ấy, đáng chú ý. Bây giờ mình đọc để xem hiểu cô này nói về gì này. The newly developed software. Cái tin tức mới. Software là gì? Phần gì? Người ta gọi là phần cứng hay phần mềm? Mình. Ừ, phần mềm. Nghĩa là phần mềm không phải là cái phần nào nó mềm, mà là ý là gì ạ? Liên quan đến máy tính, liên quan đến AI thì mình sẽ có phần mềm là phát triển phần mềm á. Có công việc IT phát triển phần mềm á. Chứ không phải cái phần nào mềm ở trong cái máy tính mà. Đã có một đã có được một thành công rõ rệt bởi vì họ đã làm trong một thời gian ngắn hơn à, rồi cái reception For a receptionist to process order than the conventional man. Rồi, tóm lại là cái phần mềm mới nó đã có thành công đáng chú ý bởi vì nó mất ít thời gian hơn để mà gọi là được thử nghiệm hơn là theo conventional method phương pháp truyền thống. Rồi, tiếp nhá, ngày hai này. Cái gì đấy cô là increase vị trí nên cô lại cần gì đó? Đúng không? Vì cần động từ là cần nên phải cần trạng từ. Rồi, bây giờ trạng từ thì là cái nào? Bốn đáp án đều là trạng từ rồi đúng không? Increase là gì đã? Vẫn hỏi lại đấy. Hỏi đến lần thứ hai của hôm nay lại hỏi. Chưa? Thì tăng lên đáng kể nhá. Mình sẽ dùng cái từ đáng kể. Consider. Đúng không? Đúng không? Người ta hay gọi là executive director đấy, giám đốc vận hành. Scheme là kế hoạch, từ này đọc là scheme nha. Go e thì hết scheme kế hoạch. Thì chưa? Chữ sờ che me đấy, nhưng mà đọc là scheme. Kế hoạch gì ạ? Để chọn ra những người nổi tiếng Như là một ai? brand. Ambassador, trao lại cho cô từ vựng ambassador trong từ vựng. Từ này cần thiết bởi vì gần như là không, bây giờ những cái thương hiệu nhãn hiệu là brand đúng không, local brand là nhãn hiệu địa phương, international brand nhãn hiệu quốc tế đúng không, thì sẽ phải có gì ạ, có đại sứ được chưa, rồi là gì nữa, revenue tra lại luôn thì có luôn, từ vựng. Của anh ấy đã tăng những cái có thể Ừ. và Động từ estimate là ước tính. ước tính 10 triệu đô là hoặc là Ừ. tương đương. Ừ. Hiểu không? Nghĩa là nhờ có kế hoạch chọn được một cái người gọi là chuẩn thì tự nhiên là nhãn hiệu đi lên. Đó. Rồi, các thứ khác mình thôi không cần để ý, ví dụ như đáp án A mình sẽ đúng ngầm nét nhá, qua ly rộng này. Độ 23. Sale gì đó, candidate nãy vẫn nói đấy, candidate là candidate. Nãy mình có một từ applicant, apply là nộp đơn đúng không? Applicant là người nộp đơn. Trong một cuộc thi thì sẽ có candidate, cũng là một người phải nộp đơn nhưng người ta gọi là thí sinh.
Đi phỏng vấn thì apply cũng được, cũng được. Không. Ok. Là đó, thí sinh. Rồi, gì nữa? Chị sinh sẽ phải cái gì thí nhỉ? sinh thì phải tự ý thức được cái việc thì cái áp lực khi mà được cái Tiếp người quản lý gọi là nhà tuyển dụng đấy đúng không? And và vì thế therefore. là họ phải tạo ra một cơ hội tốt để thành công bằng được. Rồi, ok, chính xác. Tốt. 24. Theo như chairman, chairman chính là cũng là một người gọi là chủ tịch nhá. Chairman cũng là chủ tịch. Chairman cũng là chủ tịch. Đó. Chairman là chủ tịch. Spokesperson là gọi là đấy, để tra lại cho cô từ spokesperson có nhé. Spokesperson. Người phát ngôn Gọi là phát ngôn của người chủ tịch. Nghĩa là ví dụ như là nhà nước Việt Nam sẽ có cái gì? Bà nào, cái bà nào gọi là phát ngôn của nhà nước Việt Nam ấy, đã quên tên là. Thì đấy, nó sẽ có nhà ngoại giao ấy, nhưng mà nó là nhà phát ngôn, chuyên phát ngôn những cái vấn đề thông tấn báo chí. Chủ tịch không phải là người tự nhiên phát ngôn nhá. Thì cái người phát ngôn của chủ tịch, cái việc cắt giảm có chọn A nhá, cắt bách từ không cắt trong cái việc marketing giảm. Division, sự phân chia thị trường đúng không, thì đã được gọi là được như mong đợi. Expected. Expect là mong đợi. Expected. Mức cao là học này. Layout Dropbox. Giờ mình đến 25 đi. Từ đấy là trọng từ. Khi mà từ đấy trong một câu ấy, ví dụ không biết từ đấy không quan trọng đúng không? Bởi vì rõ ràng là vị trí cô đang cần một tính từ, là cái trọng từ đấy nó chẳng có ảnh hưởng gì đến cái câu này cả. Đó. Thì bây giờ bạn phải có một cái gì đấy, bạn have to be gì đó thôi, không cần để ý cái trạng từ này đâu. In order to succeed, để mà thành công thì bạn phải có quyết tâm, vị trí cần từ quyết tâm. Cái sử Là hot blood sẽ kiểu rất là dễ nóng giận, một người có cái tính nóng trong máu ấy, dễ nóng giận, không thể từ nhiệt. Giờ mình dừng xe nhé, quyết tâm single mind để thành công. Thế còn hỏi lại này, nãy từ vựng mình có cái từ competitive rồi trong phần câu 1, 2, 3 gì đó. Giờ gì đấy ở the two unused ồn plantation đều là up hết đúng không? Đó, cái sự gì đó của hai. anh người được chuyển đổi hay là hai người tính Làm gì? Financial burden that the manager will not ồn ào sell. Sự tiếp tục. vâng. Đấy là đột ngột tăng. Cái sự tiếp tục của người bảo dưỡng Đúng không? Được chưa? Unused plantation. Thực ra chỗ này mình có từ mới đấy. Plantation là kiểu đồn điền nhá, kiểu mình có cái chỗ mình có lại là chỗ để trồng trồng cái gì, trồng lương thực. Unused plantation. Đó. Thì đã prove such financial burden chẳng biết đấy. cái Tài chính. Nghĩa là cái chỗ mà người ta không 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 trồng cây nhưng mà nó để đất trống ấy, thì sẽ là một cái financial burden. Họ quản lý buộc phải bán. Rồi mình đến 27. Financial crisis, khủng hoảng kinh tế đấy. Cái thứ hai là financial crisis, thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Daniel start up. đã bắt đầu
việc khó khăn nhất Ừ, của anh ấy ở mà anh chỗ ấy no choice, không muốn làm phải không có một cái lựa chọn nào đúng không, no choice mà phải gọi là sa thải nhân viên, cái tôi từ sa thải nhân viên đó, à lay nào là lay lấy nào lệ lay up đúng không, lay off rồi, ok lay off thì là sa thải nhá. Nhân viên tiếp theo gì đó công việc. bắt đầu công việc từ lúc 6 rưỡi mà cô ấy ra khỏi nhà Sau khi gót hôm 37 giờ, thì mà cô ấy phải về nhà lúc mình thế phải là kết thúc công việc lúc 6 rưỡi là về nhà lúc 7 giờ. kết thúc là Chúng ta sao lại trong khu các tầng phrase the verb là có từ này thôi đúng không? Đấy, nhưng mà tại thời điểm này thì những từ này mình chưa cần phải để ý nhiều bằng các từ khác đâu. Gì? Nó gì? chắc rồi Ừ, nào, ai à, chọn B ha. Kết thúc công việc. Thế kỷ thứ 18 này. những người làm việc Ừ. thì tôi Có mặc muốn jean đúng không? Bởi vì cái chất liệu này nó strong và nó sẽ không rách, dễ rách. À, quay nào que nào là rách? Que ao. Ao, que ao là mòn là rách. Thực ra đúng là wear down cũng có một ý nghĩa là mòn đấy, nhưng mà mình sẽ dịch chuẩn xác hơn là hao hụt sức lực. Đó, em có 30. bởi vì cô ấy đã nghỉ việc Ừ. để mà đi nghỉ ở Nên Hàn là Quốc nên là cô phải làm bù. cô Phải đền bù. Bù, phải làm bù giờ. Thì làm bù là gì nào? Mất gì là làm bù nào? Make up. Rồi, ok. Chị ơi, làm bù. Nguyên quốc chị nghe tại Make up. 31. mặc dù Ừ. sau Ừ. công công việc Cái productivity ấy, gọi là năng suất làm việc. Ừ. đó. High work productivity, năng suất làm việc. Như là một accountant, kế toán. Được rồi. A future career promotion. Nên là cái Cái triển vọng thăng tiến trong sự nghiệp tương lai, future career promotion. Thì bất cứ by all means này là bất cứ khi ừ, bất cứ cách nào, còn by no means là bằng gọi là không có nghĩa đúng nữa. ừ. Thế bây giờ cô có tự despise nghĩa là mặc dù, nghĩa là đang nhấn mạnh một cái câu mặc dù là người ta cố gắng thật sự đấy, nhưng mà cái triển vọng thăng tiến thì nó là gì ạ? À? Là không đời nào đúng không? Nghĩa là nó là một cái công việc gọi là dead end job, công việc không có tương lai. By no means, ok ai ha. Không đời nào, mặc dù là chăm chỉ. Rồi, mình có tiếp theo. Chọn gì rồi? Mà tất cả các Tất nhân cả viên nhân viên đúng không? trong công ty Ừ. Thì rất ở là efficient and good problem solving. có cái cách này có cái kỹ năng giải quyết Ừ. vấn đề này rất tốt Ừ. Thì nó sẽ là kiểu như là về fair square, bằng nhau công bằng và thẳng thắn không? Dịch lại, bởi vì các từ này trong phần structure chắc chắn mình có hết rồi. Efficient. Efficient là hiệu quả. Kể cả không biết từ đấy nhá thì mình ít nhất mình đoán nó là nghĩa tốt nhá, bởi vì đằng sau mình sẽ có good problem solving mà. Ừ. Hiệu quả. Cô có nhìn chung nhé, khả năng nhìn chung tất cả mọi người đều có cách làm tốt. Nhìn chung là gì? Nào. In and out là gì? In and out là gì? Trời ơi, có không? Chi tiết Ừ. Được chưa? Nghĩa là mình dịch in and out là từ trong ra ngoài, nghĩa là rất là chi tiết. để Ừ. Nhìn chung nha, bài last nhìn chung. Rồi, tiếp tục. Làm hết thì đọc lại một lần cùng. bạn cần lúc Wake up mình hiểu là nhấn mạnh cái gì ạ? Cái lợi và hại. Cái lợi và hại của là cái nào?
Pros and Đúng rồi, nó bằng với advantage và disadvantage, hiểu chưa? Lợi và hại của làm việc trong vẫn nói lại cái từ enterprise. cons. Enterprise. Enterprise, firm, company Thông, thông tin lúc nãy đây. trước khi mà bạn đồng ý nhận việc. Rồi, ok, cross and con nhá. Các bạn đao thăng trầm này. Peace and quiet gọi là nơi yên bình này. Và tư này. Để đạt được the best Năng thủ tiện quality. Chất cuối lượng, chất lượng best quality, chất lượng nhất của sản phẩm. nhất Thì mỗi cái manufacturer là sản xuất. phải từng bước Đúng không? là có cái hiệu quả tốt của nhân viên và expert Chuyên gia chuyên gia. Cái từng bước sẽ là, step này. nhắc lại các từ khác là here and there, đó đây này, now and then, thỉnh thoảng, oh and oh, nói chung trong từ vựng có chính phủ. So no sire decrease. Đã nhìn thấy Thế giảm. cái sự giảm Giảm ở đâu? ở số lượng mà những người tốt nghiệp đã trong công việc. Sự thật là những người thất nghiệp có tỷ lệ thành công, có tỷ lệ tăng Tỷ lên lệ thất nghiệp tăng lên khoảng thu nhập hơn. 2,9% trong cái quý đầu của năm 2019. Thì thất nghiệp là out of, Work. rồi, out of work. Mặc dù cô vẫn có từ occupation sẽ bằng với từ job, học luôn bằng với từ career của đáp án A đã nhá. Nghề nghiệp occupation, nghề nghiệp. Rồi, tiếp nào. Too Còn many people work in public. Nãy cô thấy không chọn câu này đúng nhiều học lực còn chơi không? học tính Lĩnh vực nhá, mình chọn C nhá. Public sector, các lĩnh vực gọi là công cộng. Public sector, các lĩnh vực. 37, after a source, giai đoạn ngắn, mình chọn B nhá. Spell, spell of being unemployed, giai đoạn ngắn. có thể giai đoạn là quay gọi là Rồi, nhưng mà chỗ này đi cho phụ. Quay thôi xem ạ. Span cũng là, ví dụ như là life span là từ họ đi cho từng phụ mà. Unemployment là gì? mình là Unemployed. thất nghiệp Rồi, take a risk, no one will be in it. Tiếp này. Maria sẽ chỉ được học tập tuần ở trong tuần Việc vài tuần ở đây không hợp với. cô ấy sẽ là một nhân viên tạm thời Đúng rồi, tạm thời sẽ là từ đúng, làm sao condition lúc nãy vẫn nói rồi đấy, không hiểu không? Đáp án B conditional nói rồi điều kiện. đấy. Đây, không quan trọng, không quan trọng trong câu report rồi đấy. Tôi không biết là cách mà các nhân viên Đúng không? How, bằng cách nào mà nhân viên có thể sit in front of the computer, ngồi trước máy tính hàng giờ, 4 hour, đi theo cụm 4 hour hàng giờ liên tục này, trong phần structure có 4 hour con on. Rồi, hàng giờ liên tục nhá. Hàng giờ liên tục, rồi câu cuối cùng. 4 hour này, hàng giờ liên trừ tục. khi bọn họ rất hay Tra xuống từ vựng đi là có đúng không? Với từ gì? bằng lòng À, đấy. trừ khi bọn họ bằng lòng với những cái chính sách của ngân hàng. Gọi là loan nó khoản vay đấy, loan nó khoản vay, chính sách vay của ngân hàng, loan policy Sẽ trên bờ vực phá sản, on the verge of bankruptcy. On the verge là trên bờ vực, bankruptcy là phá sản. Bằng lòng với giới từ nào? Như Nhưng mà nó có phải lời với em nhìn lại bên trên này, nhìn thấy có xem từ từ ok sẽ skip cái gì được, nó có từ từ thôi. Nó không đi về giới từ đúng không? Không đi về giới từ đúng. Đó là in nhé, câu này. Rồi, ok. Bằng lòng với, công ty sẽ bị on the verge of bankruptcy. Đọc lại những từ vựng mà mình đã có của phần hôm nay.
từ số 11 nhá. Câu hỏi đọc nha. Kỹ năng phân tích nãy là cụm gì? Câu 11. Cứ nhìn đi. Underline Nhìn lại, nhìn lại, nhìn lại. underline Analytical skill, được chưa? Kỹ năng phân tích, analytical skill. Kỹ năng phân tích là việc chúng ta phải gather information, đấy, gọi là thu thập thông tin, đúng không? Rồi là solve complex problem, giải quyết vấn đề và make decision. Nhân viên không hài lòng. Nhớ cô nói cái gì thì nhân viên nữa. employees. Vì luật hà khắc. Luật hà khắc strict. Chị Rồi là điều kiện làm việc yếu kém. của work từ Condition. Rồi ok. Có thời gian bố mẹ được nghỉ phép. theo thổi lực. Rồi mình sẽ có các từ liên quan đến doanh nghiệp, tập đoàn, công ty. Corporation, company, Thì trong lúc mình chấm firm, firm, firm ở đâu, firm ở câu nào? Rồi firm, ok. Có cập nhật mới nhất của công nghệ AI. Cập nhật mới state nhất. of State of the the art intellectual. technology. Rồi là có lực lượng lao động thay vì phải sử dụng lực lượng lao động. Automatic application Thì chúng chỉ cần học cho cô từ human workforce, đúng không? Human workforce sẽ bằng với từ gì? Human labor force sẽ bằng với workforce, đúng không? Lực lượng lao động. Rồi, số 15 là các nhà của mình. Thôi, mình next qua câu đấy cũng được. Tiếp theo 16, vi phạm hợp đồng. project. Vì đã tiết lộ tài liệu mật, tiết lộ reveal. Reveal là tiết lộ. Nãy chưa ghi từ đấy đâu, nhưng mà giới thiệu. Có biết nhé. Reveal. Tài liệu mật là từ gì? Ngay đằng sau luôn. Confidential Confidential document. Confidential document. Rồi, câu 17 cũng có trụ sở. Nói lại. Cho nó ám ảnh câu này luôn đi. headquarters Rồi, của tổ chức đa quốc gia. when team they should know Bị thừa nhân viên. authorizations Dẫn đến là phải sa thải. redundant Rồi, trong thời gian thực tập. probation. On probation, đúng không? Tiếp mình có 19 mua tờ mới, 20 tiến được tiến hành thực hiện một cách tỉ mỉ cẩn thận. Meticulously, đúng không? 21 mình có thành công đáng mong đợi, thành công đáng quý. Hopefully, massively successful. Rồi, tiếp cô có từ đại sứ thương hiệu. Đại sứ thương hiệu. Hai, đại sứ thương hiệu. Brand ông Bessel. Ambassador là ambassador, đúng không? Đại sứ thương hiệu chọn được một cái gương mặt gọi là chọn mặt gửi vàng thì dẫn đến là doanh thu thu nhập tăng, doanh thu thu nhập. Ra gì? Doanh thu thu nhập. Revenue. Revenues, đúng không? Đó, tăng đáng kể, considerable increase. Rồi thí sinh. Hai mươi. Thì đi. Được chưa? Candidate. Rồi. Okay. Tiếp 24, nhà phát ngôn. Person, đúng không? Phát ngôn của chủ tịch. Rồi 25, một người có single minded, có cái gì nữa? Quyết tâm. 26, liên tục thôi nhá, không cần gì cả. 27 đi, chúng ta có sa thải. 28 làm gọi là kết thúc giờ làm việc rồi, đúng không? Nó khó. Rồi 29 rách món học. Rồi
30 làm bù giờ. Make Liệu cắt. up. Rồi, 31 dù có năng suất lao động tốt, đúng không? Nhưng mà vị trí công việc tương lai nó vẫn không được thăng tiến bằng bất cứ giá nào. Nhìn chung, nói chung. By and large. Rồi. Công bằng và thẳng thắn, chúng ta có lợi và hại, Có số con có lợi còn của doanh nghiệp, đúng không? 34 xin là gì? Từng bước một của cái năng lực sản xuất, chất lượng sản xuất được cải thiện. 35 giảm số công lượng, đúng không? Dẫn đến là thất nghiệp. ty ăn Ừ, hoặc là out of work đấy. Thất nghiệp cũng là hai từ nhé. Lĩnh vực cộng đồng, lĩnh vực y tế, lĩnh vực chung, vực công cộng, public public sector. Rồi có giai đoạn thất nghiệp. sector Ừ. 29 mình sẽ có công nhân tạm thời, soft temporary worker. Rồi, hàng giờ liên tục, hàng giờ liên tục, 4 temporary hour on ends. Và work nào là gì nhá? nào và như là Bằng bằng lòng. lòng Bằng lòng. Rồi, khoản vay. Nãy cô có hỏi cái từ chính sách ở trong bài đầu giờ cũ đấy là gì ạ? Ví dụ như là chính policy cái gì policy nhỉ? Nghĩa là chính sách, hay cái câu gì chính sách gì? Chính sách trao đổi, chính sách buôn bán. trade 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 policy, đúng không? Vừa nãy là gì ạ? Phạm luật, trái lại policy luật. Against ok. the law. Rồi, ok. 40 mình còn một cái cụm là trên bờ vực phá sản. On the verge of bankruptcy. On the verge of bankruptcy. Thế là 40 câu này nhá. Bây giờ mình sẽ còn một chút thời gian tiếp tục quay ra chữa nốt cái bài phần đầu giờ, đi test thêm một bài nữa nhá.